Anh Béo nhẹ nhàng ăn một bi. Bi cái giật về thì anh Béo lấy tay đẩy về phía bi hai. Cùng lúc này anh Gầy cũng đưa bi 10 rời lỗ. Anh Béo lấy cơ ép đường đi của bi 7 về lỗ. Anh Béo đánh trượt bi cái, vô tình đầu cơ lại trúng vào bi 6 và rời lỗ. Anh Gầy lấy tay chỉnh lại bi số 9. Bi số 5 tiếp tục thay đổi hướng di chuyển nhờ vào sự lươn lẹo của anh Béo. Anh Gầy nhìn anh Béo kiểu, tôi nhìn ông hơi lâu rồi đó. Để đề phòng anh Béo gian lận, thì anh Gầy lấy ra chiếc iPad để quay lại tình huống xử lý của anh Béo. Nhưng lần này anh Béo đã đưa bi một súng lỗ mà không lươn lẹo. Anh Béo gọi lỗ cho bi số 8 nhưng anh Gầy không tin anh Béo có thể đưa được bi 8 về lỗ mà bi 9 đang chặn lại. Anh Béo đã chứng minh cho anh Gầy thấy là không có gì là anh Béo không thể làm được.